Trung tâm điện tử Hành Nguyễn, Trung tâm Audio Hành Nguyễn. Xin trân trọng kính chào đến tất cả các bác, các anh chị, các bạn và các em nhé. Trung tâm điện tử Hành Nguyễn này sẽ giới thiệu đến tất cả các bác uh, rằng là nhà Hành Nguyễn uh, tiếp tục uh, nhập dòng loa BMW. Thì các bác biết rồi, BMW có rất là nhiều. BMW là 455, rồi BMW 850, rồi BMW xếp là 1000 hiện tại nhà anh Nguyễn là có đủ loại mẫu loa BMW đây chính là dòng BMW uh, CSX 850 và dòng loa thứ hai là BMV 455 nhé và tiếp tục nhà anh Nguyễn có dòng loa dòng loa BMV set 1000 10 thì tất cả các dòng loa này là dòng BMV đều có nguồn gốc xuất xứ sản xuất ở Trung Quốc thì trước năm 89 thì là Nhật Bản người ta sản xuất BV sau năm 89 thì công nghệ BV chuyển về sang bên Trung Quốc nhà em BV này rất là nhiều CS300 này CS1000 này và 850 này 455 thì đối với dòng loa BV thì các có biết rồi em không dám đánh giá mà BV là một trong những dòng loa mà có thương hiệu thương hiệu lớn trên thị trường âm thanh Và đồng thời BV thì nó quá nhiều các bác dùng rồi thì việc nó hay hay không hay như thế nào thì em không dám đánh giá bởi vì cái này, này các bác đã trải nghiệm nếu theo quan điểm của em về bv thì bao giờ có tiếng trống của nó rất là chắc gọn và tính chắc nó sáng đấy là quan điểm của em riêng bv và cái tầm giá của nó cũng không cao lắm nhưng cho chất âm thì là 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 hay thì đây hôm nay em sẽ giới thiệu đến tất cả các bác các anh chị các bạn đam mê dòng loa B&V và em sẽ chỉ ra những dòng loa B&V xịn và dòng loa B&V nhái trên thị trường hiện nay thì hiện nay B&V là một trong những dòng loa có thương hiệu cho nên là rất hay bị nhái hay bị nhái cho nên là các bác mà không không có thông tin để đối chứng là đôi khi bị mua nhầm thì cái cái đầu tiên là B&V này các này thì em nhận thức rằng này B&V thì các bác để ý cho em mà xem để cái nào cơ bản là tem bị xước là bị xước mà không xước thì người ta cũng bôi cái, cái keo bẩn vào đây thì đấy là cái em theo nghĩ nó là cái logo của BMW mà trong đầu mọi người nghĩ là phải phải có cái tem xước như thế mới mới là đúng BMW thì theo em thì cái tem xước nó không quan trọng mà nó chỉ làm xấu đôi loa đi thôi nhưng mà em để ý đôi loa là làm BMW cũng bị xước tem em mới tải đây này mọi người xem nhìn vậy em bác nhìn xem đều cái tem xước này thì cái này em cho rằng là đây là kiểu như một cái logo đấy thì các bác cứ cứ công nhận đây là lấy logo đi thì loa nó bây giờ v tám năm mươi thì là thứ nhất là cái đầu tiên mình nhận dạng cái này thứ nhất là nó một bát hai năm và bốn chép một loa một loa thì có một bát và bốn chép đấy ê căng của nó thì có cả ê căng sắt và ê căng nhựa bảo vệ loa thùng nó thiết kế cong về hai phía đấy còn phía sau của loa BV bác này Thì bây giờ có một cái tem BVCSX 850C Con này 8 ohm mà là 500W và Made in China Sản xuất tại Trung Quốc luôn BV Đây trang web Và có một cái một cái tem kiểu như này Mã số đây nó cũng thiết kế bình thường những cái loa khác thì nay em nhập được mấy đôi bv là còn xuất sắc tức là nó đẹp từ bên ngoài đến bên trong từ thùng từ các cạnh nó chưa bị chay xước rồi phân tần rồi là Loa chép Loa bát rồi là tất cả mọi thứ đều là zin nguyên bản con này này em nhập ấy cả bv 455 năm xịn của trung quốc luôn bốn năm nhà em rất nhiều dòng loa nhưng mà em bán được nhiều thứ thì em không làm mất thời gian các bác nữa em sẽ chỉ cho các bác những cái dòng loa mà bv xịn như sau nên mọi người thứ nhất là em sẽ đi vào trong thiết là vào phần loa chép thì đã là loa tiêu chuẩn thì các bác hình dung này nó không có một cái khuyết điểm gì đây bác nhìn luôn là cái phần mà cái khay để chứa loa chắc nó đã ghi một, ghi luôn là 8 ôm rồi tám ôm luôn đấy tám ôm tám ôm l bác nhìn chưa đây đây là dòng BV về xịn và có nguồn gốc xuất xứ em chỉ dám nói là dòng tiêu chuẩn thôi nhé đấy đây là về cái, cái đầu tiên mà mà các bác nhìn thấy đó là cái loa chết nó chết là ghi là 8 ôm N Thì nó ghi cái này hay không thì nó không phụ thuộc nhiều lắm Đấy, có thể là có những cái đời nó ra nó ghi Hoặc là những cái đời nó không ghi Thì đó là một cái tiêu chuẩn đầu tiên Và có tem bảy màu Tem bảy màu Đây là cái cây đầu tiên mình nhìn vào Tiếp theo em sẽ đặt từ nó chắc Em đặt hết này Nó chắc Nó chắc là hết này Nó chắc đây. Thì nó chắc BB bên trong của nó. Thường nó ghi được cái mã này. Thường cơ bản là nó T 08 001603G. Đấy là những cái nó ghi đầu cái đầu tiên. Thứ hai là nó ghi số watt. Watt là 2W, cái này 8 ôm và K K1KBR thì đã là đã là những dòng loa B&V mà thật ấy thì nó không có sự tẩy xóa hay là in full lại đấy bởi vì nó là hàng công ty mà nó xuất ra mà hàng công ty thì các bạn biết rằng là đã công ty nó người ta phải bảo vệ cái bản quyền người ta người ta không có kiểu là tẩy xóa trong bắn lại không có chỗ đấy đây mà dòng này là một dòng từ kép từ kép năm trăm từ kép đấy và cái cái giá đỡ này là liền khối luôn liền khối trong cái này lõi các bạn nhìn này, nó có bảy màu ống ánh, nếu nhìn nghiêng bảy màu ống ánh đấy. Đây những dấu hiệu để nhận biết loa BV ống ánh. Đây dấu hiệu thôi với nhá. Đấy. Đây. Có từ đó cái gọi thép này là ống ánh. Thế còn về cái bề tiếp theo này thì nó có khay, khay nhựa để chứa cái chất hình vát này. Vát. Và mỗi cái chắc này có bốn ốc 1 2 3 4 ốc vặn. Và cái cái lón nó thì bao giờ nó bằng hệ thống nhựa 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 và có hai dâu hai bên lại dâu rất là gọn gàng không thể tuyết dâu thẳng đây con này dâu thẳng đây, em cái tiếp cái vật chép cũng vậy đều có mã số là tr hết 2 watt tam k 1 k còn ngoài những thông tin này ra thì nó là nó có thể là hàng không đúng người ta có thể là dùng hệ thống in phun lại người ta tẩy xóa đi dùng là in phun lại đấy thì đó là đa công ty thì không có chuyện xảy ra là có lỗi có lỗi là nếu công ty người ta sẽ bỏ Người ta biết rằng là riêng cái người tư bản ấy hay những công ty ấy là khi sản phẩm người ta lỗi chỉ có cho máy xúc, máy ủi nghiền thì em nhớ một cái câu chuyện về dòng samsung dòng samsung thì ông uh, chủ tịch hội là quản trị đấy khi mà ra một cái máy gập của samsung ấy là hơn ba mươi trước có câu chuyện nói vậy là khi mà cái người, ông thỏ đốc ấy tặng một người bạn đúng ngày mới bắt đầu quảng bá sản phẩm thì đúng là nó bị lỗi lỗi hay gặp của samsung ấy thì ông có cho toàn bộ công nhân kỹ sư đứng và dùng máy máy lén lén toàn bộ mấy chục nghìn cái máy samsung gặp thì từ đó là anh em công nhân samsung người ta có một cái ý thức làm rất nhiều có người đứng mà khóc đấy nó tiếc quá nó nhiều tiền quá nhưng mà đó là nguyên tắc của, của ngành sản xuất cho nên là riêng đã dòng công ty thì người ta không có chuyện tẩy xóa tẩy xóa hay là gì. nguyên tắc của người làm việc người là sản xuất thì đấy là câu chuyện về về sung thì đấy là những cái chép của nó còn về nó bát này nó bát thì cái dòng uh, bát uh, của BOV bát uh, dòng 455 và 850 nó đều từ kép nhưng đặc biệt CS1000 nó là từ đơn đấy là dấu hiệu thì đây chính là nó kỳ số 250 w đây này 8 ôm mà khi hiệu là k2 k giờ này là bát còn một là chết thì cái cái sắt của nó này bên trong này là ông ánh rất ông ánh bảy màu đây, thông tin về bv đấy là 850 xe xe csx tấn là 10c và đây chính là dòng lo bv bv các nhìn đây, kẻ từ cái nhẹ nó vẫn còn rất là tươi luôn rất đẹp sạch sẽ sạch sẽ và cái khung giá là khung sắt truyền thống bv là khung sắt nhé và gân nó là cái gân bv thì cơ bản là ba bản bị thay gân này cái gân này dùng lâu ngày nó sẽ bị lão hóa nó là gân mút mà đấy thì gân này thay nó chuyện bình thường thôi không có gì cả kể cả loa mút là người ta vẫn phải thay gân hai cái nhĩ đây bạn này nhĩ và dấu rất là gọn gàng này rất là gọn gàng và cái trên này là một miếng cao su mút để đè lại cái gân này thì đây chính là dòng BV và dòng này còn zin nguyên bản luôn nhá chứ can thiệp sửa chữa gì đấy BV bởi vì thông tin BV thì nó rất nhiều thông tin cho nên BV mà sai thì các bác có thể đối chứng biết ngay dòng BV thì nó khác với cái dòng nó khác và dòng loa thương hiệu cho nên là tất cả các thông tin đưa lên mà không chuẩn thì có thể bị anh em người ta sẽ uh, comment lại ngay là riêng BV nó phải là chuẩn tiêu chuẩn đây hai bát mà em quay đây đấy nó đều có cái nó 250W và đây thông tin đây 8 ô và cái nỗi xét thép của nó là ông ánh bảy màu này cao cấp thì em muốn nhập về thì nó riêng nguyên bản này bao nhiêu này thông tin tất cả hai loa để giống nhau nhé đây. Để cho nhau hết Để cho nhau à, bên trong là bông tiêu âm bông tiêu âm của nó thì nó cho trong một cái túi bởi đây là bông thủy tinh rất là ngứa hay bay ra ngoài cho trong túi để tiêu âm và đây chính là cái phần tần phần tần của bv thì nó không mở to và trong nó có mã hiệu này đây. bv tám tám mươi luôn này Đấy có nó có hàm chữ y một cái vỉ phân tần luôn. Và những cái mạch BV phân tần nó thì rất là buồn cười em nói rồi. Dây màu xanh, màu đen cho nó bát dây màu vàng, màu đen và dây màu hồng, màu trắng này cho nó chét phân biệt rất rõ ràng. Thùng vỏ đó. Thì BV này nó thì các bác đã có rất nhiều thông tin về về thì em không muốn phân tích sâu. Thì dòng BV này là một dòng là nghe rất là thích. tiếng bát nó sâu. Đây em nhập vào mấy đôi V VCS 1000 850C Và 455 Thì đây chính là dòng loa uh, Tiêu chuẩn loa công ty Nhập khẩu nguyên chiếc Đấy, Hàng bãi nhé. Đấy, Đây hàng bãi Chất lượng còn đảm bảo xuất sắc luôn Nó còn nguyên nguyên thủy từ trong ra ngoài Từ nó phân tần từ nó chiếc Thùng vỏ họa các bác có nhu cầu về BV thì liên hệ với anh Nguyễn theo số điện thoại 0936 bốn 440. Thì cái chất của EV các bác đã biết rồi thì em không còn thử nữa Bởi vì các bác chỉ cần xem loa nó chuẩn đúng thông tin Kỹ thuật là được Chứ còn trái chiều những cái này Tức là không phải em là em đưa ra là nó là công thức bác chưa? Các bác hiểu bác hình dung là không phải em đưa ra là 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 Em dám khẳng định đây là Nó phải giống như này mới là BV xịn Nhưng đây là một cái thông tin em đưa lên Thì bác sẽ đối chứng với tất cả các cái trung tâm khác thì đã là chuẩn thì đều phải giống nhau tức là đã là bv xịn bãi trung quốc thì trung tâm a hay trung tâm b hay trung tâm c đưa lên phải là giống nhau đúng không bác? chứ em nói là hàng ngày em nhất không phải có thể em bán B anh em khác cũng bán B nhưng mà đã là đã là loa chuẩn thì uh, trung tâm a cũng giống trung tâm b mà trung tâm b cũng giống trung tâm c đấy là bv thế đây mà dòng V là xịn chuẩn bãi xịn đấy thế còn này còn nét bóng nhé không có sửa chữa can thiệp tẩy xóa gì cả đấy rất là nét thì đây chính là dòng BV tiêu chuẩn hàng bãi thì các bác ai xem rất nhiều trung tâm BV rồi thì BV chuẩn thì nó phải đảm bảo những thông số nào đây là cái mà các bác căn cứ làm cơ sở để khẳng định đây có phải là đôi BV xịn hay không còn nó mà nó là chuẩn thì các bác hình dung là nó là loa chuẩn thì trung tâm nào bán cũng thế thôi cũng là loa chuẩn còn không phải loa chuẩn thì thì có thể người ta bằng mọi hình thức khác để đánh giá loa đa chuẩn thì không phải bởi vì nó nó là một dòng loa rất là thông dụng trên thị trường thì các bác có nhu cầu dùng BV một nghìn xét một nghìn tám năm mươi bốn năm thì các bác liên hệ với anh Nguyễn theo số điện thoại 0936 553 140 em chào các bác nhé